Xin kính chào các bạn học sinh. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học toán của thầy. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bất đẳng thức mà rất thú vị. À, kết quả này tương đối mạnh và có thể nói rất mạnh các bạn nhé, với tương đối mạnh và rất mạnh. Cái bất đẳng thức này thì cũng trên các tài liệu diễn đàn toán học Việt Nam. Các trang web thì cũng đã nêu để các bạn nhé, một số quyển sách tham khảo cũng đã nêu và cũng có về cái xuất xứ của bài toán này là gì đây thì bất đẳng thức thì nó đi qua và đẳng thức này cho xơ y sẽ là những cái số dương bất tích bằng một Đấy. chứng minh uh, rằng một trên xơ bình phương cộng xơ cộng một được tương tự như các cái phân số còn lại nên là thay sử dụng dấu sigma tổng cyclic tổng đối xứng tổng ba phân số dạng này nhé đây là viết cho xơ này rồi tiếp tục viết cho y viết cho z lớn bằng một Thế thì cái bất đẳng thức này đã xuất hiện trên các diễn đàn toán học. Kết quả rất mạnh và hiện tại thì cũng có đã có một số đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã khai thác chỗ này các bạn nhé. Và thay nhớ ông sai nó sẽ được xuất hiện trong một quyển sách của một giáo sư về chuyên gia bất đẳng thức của thế giới. Đó là giáo sư Fred Schiller à, của một nhà toán học nhà sư ở Romani. Sau này có một số tác giả đã cùng viết cái tên này vào nhưng mà thì nhưng quyển sách mà xuất hiện bất đẳng thức nó sớm nhất. Mọi người có thể nói là nghiên cứu bất đẳng thức một cách nhiều nhất trên thế giới là giáo sư này. Đấy. Thì thầy giới thiệu bất đẳng thức này. Việc chứng minh nó là nói tầm lại là nó rất chỉ là chặt nên là việc chứng minh nếu mà sử dụng những cái đánh giá mà bất đẳng thức khác sử dụng cô nhà thì liệu rằng là nó cũng có thể là dẫn đến những cái tình huống là không khả thi có thể bất đẳng thức xoáy ngược lại các bạn nhé đấy. đây. là một cái vấn đề mà các bạn cần phải nghiên cứu mà việc chứng minh ở đây là họ khai thác cái chỗ này khai thác cái tích này đấy và để làm cái tích xe một thì có nhiều cái kỹ thuật làm đấy các bạn nhé để xây dựng bây giờ nó đang hạn chế ở cái mức độ là tích này bằng một này bây giờ ta sẽ sử dụng cái hạn chế này bây giờ làm mất cái hạn chế này đi này mất vừa một mặt là sử dụng cái điều kiện này nhưng mà chúng ta sẽ mình làm mất cái hạn chế này bằng việc phép, uh, phép đặt là X xơ là bằng có thể nhiều cách làm này nếu mà bằng a đến b b đến c này cũng khả thi thay vào đây không khả thi mà ở đây ta viết là IC là dạng như thế này. IC bằng BC trên A bình. Đấy. Thì I đặt y bằng CA trên B bình. Còn Z là bằng AC, AB trên C bình. Thì lúc này đảm bảo là y IZ bằng 1. Thỏa mãn điều kiện này. Và lúc này với mọi ABC, lúc nào báo cho tồn tại cái ABC để thỏa mãn điều này. Với mọi ABC. Dược yeah, là được các bạn nhé. Đặt như thế này. Thì lúc này cái giả thiết này, cái giả thiết XYZ là giả thiết này sẽ được thay bởi cái giả thiết với mọi ABC. Và lúc này cũng đồng thời chúng ta đã sử dụng được cái giả thiết này. Với giả thiết này mà rất chặt chỗ này các bạn nhé. Thì lúc này cái bắt đẳng thức chúng ta là chuyển về ta sẽ có sẽ cái phân số thứ nhất này theo một cái phương, phương án đại diện đấy các bạn này đấy là x bình phương cộng x cộng 1 sẽ bằng bây giờ thay thay này x ra bằng chừng này các bạn này cho đó đây là một này trên này x bình tức là b bình c bình trên a mũ 4 các bạn nhá. rồi nhấn với x cộng x tức là bc trên a bình cộng một đây phân số này Bây giờ màu số chung các bạn thấy chưa? Đây là A mũ bốn cho rồi cái này ta được đẩy cái này lên cao các bạn này. Tạo ra một cái sự lượng này. Cái này sẽ bằng A mũ 4 chia cho B bình. Đây. C bình. Cộng với A bình. Đây. bc cộng B mũ 4. này Tạo ra một cái cấu tạo của cái bất đẳng thức xoạn sơ các bạn nhé. Đấy, và lúc này kia vệ trái thì sẽ viết thành bằng đây là a mũ bộ này trên b bình c bình này cộng với a bình b c a mũ bộ này Đấy. tương tự như vậy các bạn làm cho các bất đẳng thức còn lại các phân số còn lại thì đây là b mũ bộ này trên a bình c bình cộng với b bình phương ac cộng với b mũ bộ các bạn nhé cộng với C mũ 4 trên A bình B bình cộng với C bình phương A B cộng với C mũ 4. Thì đây sẽ có dạng của bất đẳng thức sơ phạc sơ. A mũ 4 là A bình phương cho nó sơ theo sơ phạc sơ. Đấy. Thì cái này sẽ lớn bằng là A bình cộng B bình cộng với C bình. Đấy. Lớn bằng bình phương này. Còn dưới này là A4 cộng B4 cộng C4. Đấy đây thì gọi là sigma a mũ cộng với đấy b bình c bình này sigma b bình c bình cộng với ở đây là abc đặt ra ngoài này có đặt ra ngoài đây abc đây là abc thì trong này sẽ là a cộng b cộng c đấy các bạn nhá bây giờ chúng ta chứng minh cái này lớn bằng một thì như thế nào thì các bạn chỗ này cái chỗ đánh giá này các bạn này riêng ABC cái này sẽ nhỏ thì áp dụng cái bất đẳng thức là A bình B bình cộng B bình C bình cộng C bình A bình thì cái này sẽ lớn hơn là có cái bắt đẳng thức phù các bạn nhé ABC A cộng B cộng C này do đó phân nhỏ hơn phân số nhỏ hơn thì bất đẳng thức nó sẽ ngược lại thôi đúng không cho đó vẫn tiếp tục là về trái này sẽ lớn bằng là à, A bình tức là sigma của A tất cả bình, tất cả bình. Tổng cyclic nhá, tổng cyclic là tổng đối xứng này. Rồi sigma A4 cộng với 2 lần. Đấy, sigma B bình A bình này. B bình A bình đấy. Thì đây chỉ là cái sigma hai cái này bằng nhau thôi. Đấy, cho kết bằng 1. Kết quả như vậy. Kết quả này đã chứng minh được các bạn nhá. bằng phép đặt đấy là phép đặt cho một cái hiệu quả rất chỉ là tuyệt vời các bạn nhé nếu không đặt cái xử lý các cái đánh giá khác thì thường thường ngược chiều lại không ổn không bao giờ ổn. đấy và kết quả này rất chặt và kết quả này có thể dùng để chứng minh các bất đẳng thức tương tự như vậy có nhiều bất đang thức kiểu như thế này các bạn ạ đây là một kết quả rất đẹp chứng minh nó rất chặt nếu các bạn thực hiện các đánh giá cô sĩ tất cả các bất đẳng thức đấy vào lên thì nó sẽ hở ra tức là dấu ngược lại đấy ngược lại là tạo đạt thì tức là nó cũng thuần chiêu theo kiểu bắt câu được mà đây phải thực hiện cái này cái chuyển hóa năng lượng từ sáng năng lượng này sang năng lượng này và lúc này ABC được từ gió hóa và nó sẽ tạo ra cái sự đồng bậc này bất đẳng thức động bậc này ta đẩy ta đẩy cái cái áo bổ lên để tạo một cái lớn để tạo ra một cái cấu trúc của của sự phạt sơ nhá sự sơ, sơ cấu trúc của sự này các bạn nhá hy vọng cái sự chia sẻ của thầy sẽ giúp các bạn học toán và các bạn nhớ phải xem đi xem lại nhiều lần thì mới hiểu được và các bạn với cái kết quả này các bạn về mở rộng như thêm các cái bất đẳng thức khác này các bạn nhé cuối cùng chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong dịp nhà.